Ủy ban nhân dân huyện Định Quán vừa ra quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Menon chi nhánh trại heo Kim Hoa Lang à ở xã Túc Trưng huyện Định Quán vì xả thải vượt quy chuẩn. Trong đó có những thông số vượt quy chuẩn nhiều lần như BOD5 vượt 7,92 lần, COD vượt 8,49 lần. Trại trại này bị phạt hành chính tổng số tiền 100 triệu đồng, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo đúng quy định. Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Định Quán trước ngày 30 tháng 11. Trại heo kim hoa la ngà của công ty Menon chủ yếu nuôi heo hộ bị với quy mô diện tích chuồng trại là 13.500m2, tổng đàn là trên 10.000 con. Trước đó vào các năm 2019 và 2022, trang trại này đã hai lần bị xử phạt cùng vì vi phạm môi trường trong chăn nuôi. Cộng cả 3 lần, doanh nghiệp này đã bị xử phạt tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.